Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hạt tiêu trong nước mấy ngày nay tăng liên tục và sắp cán mốc 90.000 đồng 1 kg. Giá hạt tiêu các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai quanh mức từ 85.500 tới 88.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng so với đầu tháng. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định giá thành để sản xuất hạt tiêu năm nay tăng cao hơn so với mọi năm. Mặt khác, năm nay dịch bệnh, lượng canh tác giảm, thời tiết thiếu thuận lợi khiến sản lượng hạt tiêu năm nay có thể thấp, đẩy giá hạt tiêu tăng đột biến và có thể đạt mức 150.000 đồng 1 kg.